bạn đã quay trở lại với channel, như các bạn đang thấy rất rõ ràng trên màn hình thì trên tay mình đang là một chiếc hộp của Gear Fit 2, chiếc vòng đeo tay theo dõi sức khỏe kiêm đồng hồ mới nhất của Samsung. Mình sẽ mang tới cho các bạn một cơ hội để có thể sở hữu chiếc Gear Fit 2 này mới giá chỉ 50%, tức là chỉ còn 2 triệu đồng mà thôi. Tuy nhiên thì trước khi đến với lại cụ thể là chúng ta làm thế nào để có thể mua được Gear Fit 2 với giá 2 triệu đồng, chúng ta sẽ cùng mở hộp nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về chiếc hộp. Đầu tiên thì ở mặt trước chúng ta sẽ có ngay cái Gear Fit 2 ở đây. Chúng ta có thể nhìn thấy rất rõ ràng hình dáng thiết kế cũng như là dáng vóc của chiếc Gear Fit 2 thông qua một cái lớp nhựa trong suốt như này. Ở phía dưới thì chúng ta sẽ có tên của chiếc máy này, Gear Fit 2 GPS Sport Band. Chiếc vòng đeo tay này thì sẽ có hai kích cỡ cho các bạn có thể lựa chọn, đó là cỡ nhỏ và cỡ lớn. Thì chiếc vòng đeo tay hiện tại mình đang cầm ở trên tay là vòng cỡ lớn. Ở mặt sau chúng ta sẽ có một số thông tin cơ bản về các tính năng mà Gear Fit 2 mang lại cho chúng ta. Ở dưới thì chúng ta sẽ có thêm một số thông tin về mặt cấu hình, ví dụ như màn hình 1,5 inch cong này, hay là tiêu chuẩn chống nước IP68. Rồi, như vậy là đã quá đủ cho những thông tin cơ bản về chiếc Gear Fit 2. Bây giờ sẽ là thời gian để mở hộp. Và đây chính là chiếc Gear Fit 2 của chúng ta. Đó, sẽ bóc siêu màn hình. Wow, một màn hình cong rất là đẹp. Trong thời gian chiếc Gear Fit 2 sẵn sàng thì chúng ta sẽ cùng xem trong hộp của Gear Fit 2 thì nó sẽ đi kèm với những cái gì nữa. Và trong này chúng ta sẽ có sách vở rất là dụng này, hai cuốn. Tiếp theo sẽ là một cái đốc sạc đi kèm với lại cái đầu cáp để chúng ta có thể cắm vào cái củ sạc. Chúng ta sẽ cắm cái dây sạc này vào cái củ sạc bất kỳ và đặt chiếc đồng hồ lên đây. Nó có nam châm và nó tự động hút vào. Như vậy là chiếc Gear Fit 2 của chúng ta đã được sạc. Quay trở lại với chiếc Gear Fit 2 của chúng ta thì điểm nổi bật nhất trên chiếc đồng hồ hay là vòng đeo tay theo dõi sức khỏe này chính là một cái màn hình, một cái tấm nền AMOLED cong với độ lớn là 1,5 inch và nó có một cái độ phân giải khá là tốt. Màu sắc hiển thị thì cũng rất là trung thực và sặc sỡ, rất là đẹp mắt. Cái vòng của Gear Fit 2 thì sẽ là vòng cao su và chúng ta hoàn toàn có thể thay thế được cái vòng này. Ở đây có một chữ L, như vậy là cái vòng ở đây là vòng cỡ L. Đó, nhìn ở góc này thì các bạn có thể thấy rằng toàn bộ thiết kế của Gear Fit 2 thì sẽ được bo cong để nó có thể ôm vừa lấy cái cổ tay của chúng ta. Ở bên cạnh chúng ta sẽ có hai cái nút, và hai cái nút này thì sẽ được dùng để thao tác với chiếc đồng hồ. Tuy nhiên thì với Gear Fit 2 thì trong một thời gian mình sử dụng thì mình cũng không phải dùng đến quá nhiều hai cái nút đó, chúng ta chủ yếu những thao tác sẽ là qua mình cảm ứng mà thôi. Tổng kết lại một chút về thiết kế thì phải nói là Gear Fit 2 đẹp và đẹp hơn rất là nhiều so với lại Gear Fit đời đầu. Chúng ta sẽ có một cái diện tích hiển thị rộng hơn cũng như là nhìn chiếc vòng đeo tay của chúng ta nó không bị quá gầy còm. Ưu điểm thứ hai đó chính là việc Samsung đã chuyển qua sử dụng kim loại để bao xung quanh màn hình của Gear Fit 2. Đã không còn cái vật liệu nhựa mạ inox giống như là Gear Fit đời đầu nữa, và với cái vật liệu bằng kim loại như này thì nó sẽ bền hơn cũng như là nó sẽ mang lại cho chiếc vòng đeo tay của chúng ta một cảm giác cao cấp hơn rất nhiều. Với chiếc Gear Fit 2 này thì chúng ta sẽ có thể làm được rất nhiều việc, ví dụ như là đo nhịp tim này, hay là có thể đi chạy tập thể dục thì nó có thể đo được lượng calo chúng ta đã tiêu thụ, hay một cái tiện ích rất lớn và rất là quan trọng mà mình hay dùng đó chính là xem giờ. Cái trải nghiệm xem giờ trên Gear Fit 2 là rất thoải mái khi mà chúng ta chỉ đơn giản là giơ chiếc đồng hồ lên và cái màn hình nó sẽ tự sáng lên và chúng ta có thể xem giờ rồi. Nhờ có một cái phần mềm thông minh cũng như là sự tối ưu tốt về mặt phần cứng và phần mềm cho nên là Gear Fit 2 có một thời gian sử dụng khá là tốt. Samsung nói rằng Gear Fit 2 có thể được sử dụng tới 4 ngày mà không cần phải sạc pin. Với quá nhiều những ưu điểm như thế, tuy nhiên thì trên thực tế thì lại không có nhiều bạn đang và đã sử dụng Gear Fit 2, bởi lẽ là cái giá trước đây của Gear Fit 2 nó hơn 4 triệu cơ. Tuy nhiên thì bây giờ mình sẽ mang tới cho các bạn một cơ hội để cho các bạn có thể sở hữu chiếc Gear Fit 2 này mới giá chỉ 2 triệu đồng, chính xác là 1 triệu 990.000 đồng. Nhân dịp 7S chính thức ra mắt chuyên trang Samsung, trang tổng hợp các sản phẩm điện thoại, phụ kiện, máy tính bảng thương hiệu Samsung với những ưu đãi hấp dẫn đặc biệt chỉ có tại 7S, thì các bạn hoàn toàn có thể truy cập vào chuyên trang Samsung của 7S tại địa chỉ 7s.com.vn/samsung để có thể đặt mua chiếc Gear Fit 2 này với giá 1 triệu 990.000 đồng như là một sản phẩm đầu tiên của chuyên trang Samsung tại 7S. Các bạn lưu ý là chỉ có 200 người đầu tiên đặt hàng chiếc Gear Fit 2 này thì mới có thể hưởng cái mức giá hấp dẫn như vậy. Cho nên là các bạn hãy nhanh chân lên nhá. Thông tin chi tiết thì các bạn có thể truy cập vào đường link mình đã để ở description. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.